Nghe nè. Làm cái gì vậy? Sao không làm gì? Nhắm mắt lên đen cho em cái này nè. Trời gì? Mới đi đâu vậy? Mới đi mua đồ. Nhắm mắt lên đi. Đợi chút nha. Nhắm mắt lại đi. Nope. Ủa anh ơi, cái cục sạc này ngậm được không ta? Biết đâu rồi, ngậm thử rồi. Ngậm thử nha. Ngậm thử nha. Có gì vậy con ra nha. Giờ là một đóa hoa hồng, giờ là sư tử Hà Đông, giờ là một đống phân heo, giờ là một đống phân bò, giờ là một đống phân vịt, giờ là một bãi cướp chạy dọc, bãi cướp chạy dọc, bãi cướp chạy dọc.